Một trọng tay thật lớn chào đón với Dương Bảo Lâm. Cảm ơn em. Ok, vui không anh? Ê, hay không? Quá vui luôn không? Dạ rồi. Lộn qua bên kia. Dạ. Anh đi vô đi chỗ của em, anh đi lẹ đi. Không có ai mà nói nhiều như anh như vậy. Sao mà nói nhiều quá ha? Dạ vâng, người đi xin phép em gửi đến các anh công an. Dạ. Chào anh trước các chị công an. Và toàn thể các chị em phụ nữ có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Dạ, xin tự thiệu, tên là Lê Dương Bảo Lâm, quê thì thả xa xăm, bà tận Long Thành, Đồng Nai, đón xe mới vào. Ồ quá, nè lên diễn đi, nè. Sao tao nói tên này mà sao cứ giọt hoài? Đáng bảo tao về diễn thì để tao thoại đi. Sao mà ngồi khán giả mà thoại quá à? Sao chị? Mà nói gì? Mòn tao. Bà mà ngoài đời tôi quánh mà liền. Bà vô đây tôi nhịn bà đó, chứ ngoài đời tôi cào bà rồi đó. Dạ, chào đợi. Dạ, em tự thiệu tên là Lê Dương Bảo Lâm, quê thì khá xa xăm, ở tận Long Thành, Đồng Nai, đón xe mới vào. Một hôm đang live stream ồn ào, em nghe là trại số 5 đã có chương trình văn nghệ rất là vui. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, em đã quyết định mặc ngày hôm nay. Bây giờ em chỉ thầm mong tất cả mọi người giúp ủng hộ hết mình, cảm ơn thật lớn luôn ạ. Dạ, thưa quý vị, mùa xuân đang đi. Sao nghe ra dễ quá hả? Ok. Lại đây được coi luôn hả? Đi coi luôn hả? Có không? Rồi, đó coi đây vậy. Ok, cái gì cũng coi đúng không? Ok, mùa xuân đã về rồi. Xin chúc tất cả chị em phụ nữ đây, chúc tất cả anh công an luôn. Dạ, một năm mới phát tài phát lộc, tiền xuân được đẹp áo. Một năm mới phát tài phát lộc, thấy không? Ta đàng hoàng, ta nói chuyện ta quạt. Bài sao mới giật, mà bóc, mà hốt, mà làm. Mà khao khát tôi lắm hả? Lâu lâu mấy cây đẹp lên hay gì? Trời ơi, vô mà đờ, mà làm cái gì đó. Sao mãi quá anh để ý bà này, bà tên gì vậy? Bà tên gì vậy chị? Bà Trà My ở sổ phòng số mấy? Dạ anh công an ơi, nhớ là bà Trà My phòng số 10 nha. Bà là có cái dấu hiệu là móc thuốc, là bà móc đồ này nọ đó. Em vừa đi quen bà móc em liền luôn đó. Còn tôi biết sao bà vô đây là bà móc rồi đó. Quá trời, đúng không? Tự nhiên đang đi quen cái móc cái gì đây? Sơ hở là móc à. Ở đâu quên rồi, mẹ nói gì vậy? Em khúc đúng không? Đừng có nghẹo đi đó. Im lặng nha, đang nhớ danh mà nó nghẹo cái quên danh luôn. Rất dễ sợ. Ở năm Đồng Nai. Dạ, năm mới xin chúc tất cả chị em ở đây. Dạ, anh chúc công an một năm mới phát tài phát lộc, tiền xuân đầy túi, tiền giấy đầy bao. Đi ăn được khao về nhà được trước, tiền đi bỏ trước, hộp sò đi bỏ sau. Tiền đầy túi, tình đầy tim, sung sướng ban đêm, hạnh phúc ban ngày. Lời chúc hay cháu ta là lớn luôn à. Dạ, nãy ra anh Đàm Vĩnh Hưng giới thiệu là có anh Minh Dự nữa. Mọi người biết Minh Dự không ạ? À? Minh Dự sao? Đặc điểm nhận dạng Minh Dự sao ạ? À? Bị sao? Cái miệng hả? Ai không có cái miệng chị? Bị gì chị? Cắt khúc này gửi cho Minh Dự liền nha. Dạ thì hai anh em là có hẹn nhau nhưng mà thật sự có vấn đề anh chị à. Ta nói Minh Dự nó từ quận nhất nó bức đức quận 2 đây ra quận 3 ra quận 4 Kỳ Thốt quận 5 Âm Thầm của quận 6 ăn cháo quận 7 Đại Nhĩ quận 8 ăn cám quận 9 Linh Quýnh quận 10 rồi nó bắt từ quận 11 Ký Nhọt Tân Bình Bắc Bình Tân Phú đang chạy rớt bà cái nú hầm tôi tiên dòng đeo răng giả mà rớt luôn cái nú luôn rồi thì sáng nay là không có Minh Dự nha anh Hương ơi, không có Minh Dự gì cả. Cho nên là bây giờ chỉ có một mình Lê Dương Vũ Lâm thôi. Chính vì vậy ngày hôm nay Lê Dương Lâm sẽ có những tiết mục đồ này nọ mọi người muốn em xiết lắp vòng múa lửa nút dao nút kiếm live stream xiết làm gì nút em hả? Lên đây ôi một hình ảnh rất quen thuộc của tôi rồi đó coi rồi bà nhìn xuống thiên hạ rồi 1 2 3 cười rồi răng bà đâu sao giống em vậy, răng chị đâu vậy? Nuốt rồi. Trời ơi, để nuốt em nuốt luôn răng em rồi. Trời đất ơi, thấy thương không? Sao cơm ăn mặn răng vậy nghe mà. Trời ơi, là nuốt cái răng ở đây là không có gắn được hả? Thấy chưa, mọi người thấy không, răng sứ ghê lắm, đừng ai làm răng sứ nha. Trợ này nọ đó là anh có tài trợ luôn cái răng này chị. Trời ơi, răng tôi rớt liên tục, bà nội ơi, răng Vũ Hà cũng mới rớt nè. Ok. Rồi, thấy thương ghê hôm nay rớt răng không có chỗ. Trời ơi. Ngoại nữa kìa. Sao đi rớt răng nhiều vậy? Răng đâu? Ngoại.
ngoại nè. Ờ, chị đó con cái mà mấy răng ngoại đâu? À, rớt luôn, ai đi kiếm răng coi. Đẹp răng đẹp quá trời. Ok, răng ok đó. Dạ rồi. Ê. Dạ rồi, bây giờ mình làm gì ạ? Bây giờ em hát đây tới 9 giờ tối lần. Bây giờ phải đây vui vẻ nha. Làm gì ạ? Hát hò đi ha. Ok rồi, trước khi ra vẽ thì bây giờ mình mở màn một bài xuân tên là dễ thương và đáng yêu. Các khúc được mang tên, ở đây có ai bị thiếu nợ không? Tết mà đừng có quạt nữa. Bà quạt mà thấy gì? Bà muốn cái gì? Bà bóc, bà hút, bà quạt cái gì bên ngoài? Nhỏ này. Sợ ghê á, sao mà mấy đứa này con đứng hàng đầu vậy? Ờ, à, bên đây, ở đây ok nè. Ghê. Ủa sao đậu cái ra bàn lên đầu vậy? Ý bị không à, à che đầu lắm cho chị che là không có kéo đồ của chị là bị thiếu đúng không chị, là lạnh quá ác đúng không? Được rồi dạ. Rồi bây giờ sẽ một ca khúc rất là dễ thương và đáng yêu. Vâng, một ca khúc sáng tác của Lâm. Sau khi ra rồi thì không ai đi mời cả, không ai mời đi show cả đó, thì bây giờ chỉ có dịp hát ở đây thôi. Chúc mọi người anh chị cô bác một năm mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Ở ngoài sao ạ? À, vậy Lê Vũ Lâm và Hiếu thứ hai ai đẹp hơn à? Ở đây biết Hiếu thứ hai không? Ủa? Bảo Lâm và Hiếu thứ hai ai đẹp hơn? Ai? Hỏi lại lần nữa nè. Tập trung, có máy quay. Bảo Lâm và Hiếu thứ hai ai đẹp hơn? Nhỏ này lì ghê. Tức ghê. Đó, ê. Quá mệt. Ê, hề, hề. Ừ. Anh Hưng về chưa? Ừ, sao về đi anh Hưng ơi, em tới em rồi. Ý, chị Đồng nữa. Xây. Thì bây giờ sao ạ? Sao hay gì ạ? Chị đi trốn nợ hay sao mà có văn nghệ mặt trùm dữ vậy chị? Sao mặt trùm vậy? Mà trốn nợ đúng không? À, mới biêu da, chị mới lột da dạ. Bịch đi chị ơi, để nám đó. Ừ. Quá trời, cho miếng cam đồ uống đi mệt quá em. Sao nè? Quá trời, ý trời chị Ngọc luôn hả? Trời đi mới của em đúng gì ơi? Dạ, Hồng Ngọc ạ. À. Chị nói cái miệng em sao? Chị đang uống nước mà chị nói cái miệng em bự là sao? Em uống nước miệng bự đâu phải là ai muốn cũng được đâu. Chị sao chị mắc cười quá, sao chị kỳ thị quá. Tao uống nước mà tao nói, ủa sao miệng bự vậy? Phải chi tôi nuốt cái bình đó thì bà nói tôi miệng bự. Nhẹ nhàng tinh thôi uống một cái, ủa sao miệng bự vậy? Tôi nói bà này ngoài nào được chơi khô máu với bà này hả? Sao em? Dữ quá hả? Dữ vậy mới vừa với bà đó. Sao chị? Hiền ok đúng không em? Ok C. Quạt câu ok, rồi bây giờ sẽ là ca khúc sao hay gì ạ? À? Sao hay gì? Vâng, bây giờ sẽ là cốt sao hay ra dẻ quá. Quá mệt. Rồi, bình thường có ngoài hát nhép không anh chị ơi, vô đây hát thiệt mệt quá. Quá mệt. Sao? Mệt. Em quạt cho hả? Em quạt cho anh suốt đời được không? Quạt có chữ gì vậy? À, lật lại hả? Tĩnh tâm hả? Trời ơi, cái bị khổ lắm hay sao mà trong đây có chữ tĩnh tâm gì? À tấm lòng hả? Ok tấm lòng, tấm lòng. Anh Lâm ơi. Trời ơi sao cái cô này cũ của cô anh là mò tôm hoài vậy chị? Ở đây làm cái tôm cho chị mò. Trời em bị lừa anh chị không? Có chị gì dữ đó. Đúng rồi. Em đang trên này cái bà cầm cái bông kêu em tưởng tặng bông em chị ơi. Chạy xuống dưới mà nắm đầu bà hung. Cô chị ấy vậy. Rồi cái bông chưa tặng luôn mà tặng cái tên nụ hung rồi. Quá trời sơ hở là hung. Thèm đúng không? Lát lại em đây tới tối luôn mà. Cho nên lát được người tới hung cái nha. Ok muốn hung đâu à? Ở đâu? Ở môi hả? Dạ. Môi chưa đủ bự hay sao? Năm sau hung. Dạ cảm ơn chị yêu. Ủa chị ơi. Ủa là tặng xong rồi cơm lại tặng nữa hả? Ủa kỳ vậy. Ủa là nãy giờ nó xây vòng vậy hả? Hèn chi tôi thấy bông tôi héo queo. Bông tôi dập hết trơn. Trời đất coi. Tặng mà cũng xin lấy lợi nữa. Có quỷ không?
à, là tặng xong rồi xin lời hả? Thôi vậy thổi tặng lên chị em cảm ơn nha. Thổi tặng, ừ, thổi tặng nữa cảm ơn nha. Dạ. Để chương trình còn dài không chị ơi? Dạ. Là giờ muốn dài không ngắn? Dạ. Dạ, để em hỏi ban tổ chức nha. Em thấy là mặt mấy anh rồi mấy anh nhăn nhăn, anh cầm cái gì mà anh chỉ em kìa. Dạ, để em hỏi coi nếu mà dài thì em làm dài, ngắn em làm ngắn. Dài ngắn anh tổ chức ơi. Thì giờ biết còn mình em thôi, giờ mà cho em YouTube 1 nữa. Biết là cho em YouTube 1 nữa. Chắc đã diễn chừng nào chết thôi hả? Xoáy về bên mình có đội ngũ cấp cứu không ạ? Vô nước biển đâu có mà. Có đúng không? Tử luôn. Cái thằng đẹp trai nó đi vô khác liền. Diễn xong rồi thì đi vô. Ủa sao tôi nói chuyện ở đây mà sao đầu quay qua kia hết trơn? Quay lại. Sao mày ra dễ vậy mày? Trời đất ơi, nó nghĩ nó đẹp, nó đứng bên hông với mấy bà. Tôi nói ủa sao nói chuyện mấy bà cứ nhìn con mắt. Nè các bạn, các bạn nhìn con mắt. Rồi mấy thằng đẹp nó có ăn được không? Rồi nó có diễn được không? Nó chỉ nhảy thôi chứ sao mà làm hề được. Sao mà thấy đẹp cái tôm tước à? Sao mà ai qua em được? Cái thằng này mắt kiếm đi vô đi. Nha. Thích anh quá hả? XLC. Lên được nữa không em? Mấy anh ấy rồi, mấy anh mặc trang vậy. Được nữa không chị? Nữa ai về? Nữa không? Chị là ao kêu em nha. Chị em ấy đó mà, em cũng ngang ngửa anh Hưng à. Khỏe lắm, em trâu bò mà chị. Trời ơi, cường gì ghê vậy bà nội. Trời ơi, chị cường gì ghê vậy? Cơ gái mộ hả? Quá trời. Hâm mộ đúng không? Để cho em hỏi ra trong đây một người coi chương trình 2 ngày 1 đêm không ạ? À? Ai coi 2 ngày 1 đêm giơ tay giùm em. Quá trời ơi hề. An Giang, hành trình rỡ có luôn. Dạ rồi, vậy bây giờ sẽ là một ca khúc trong 2 ngày 1 đêm ca sĩ Bảo Lâm hát. Bài hát 2 ngày 1 đêm luôn. Xin mời tất cả các anh em nghệ sĩ, chúng ta cùng tiến về sân khấu để chào tạm biệt với anh chị các em rồi đó chị. Tôi chạy số 5 mà. Chị không cho hát nữa. Vậy mà nói đó chị ơi, hát nữa được không? Hát đi em. Mà thì nghĩ đúng không chị? Sao mà ta đang hát mà cắt người ta vậy? Còn bây giờ chị về phòng đi, xíu nữa về phòng em hát cho chị nghe. Có chị chịu vậy đó Lâm. Ok được không? Có chị chịu vậy đó. Tuyệt vời luôn em ơi, được không hả chị? Được, về tắm rửa ngủ nghỉ đi, xong rồi lát tôi vô tôi hát cho nghe. Của Hà chị.